Anh em con này đời cao bất thường nhá, cỡ 22. Đấy, trong một lô 100 con. Đúng một con duy nhất này đang gần như mới 98% đi cho anh em. 100V hàng made in Thái Lan, 1200W Plasvic dòng size to các bạn nhá. Đấy, chiều dài của bản nào đấy, đưa tầm 18-19. Đang dây tóc này các bạn nhìn. Đã đúng tầm 20. Và lên đẹp trắng trẻo nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn. Duy nhất một con. Anh em cần alo 0979665264. Đấy, các chức năng dùng hoàn toàn đơn giản thôi. Đây. Tắt này, nóng lạnh này, khô này, còn turbo này. Đấy. Rất dễ dùng, êm ái, gió mạnh. Rất êm. Hàng made in Thái Lan luôn. R22. Anh em cần alo 0979665264.